Fenix HM65R-T V2.0 là phiên bản mới nhất trong cái series đèn pin đội đầu HM65R đình đám này. Nó được thiết kế chuyên dụng cho các nhu cầu vận động cường độ cao như là chạy trail, leo núi nhờ những cái ưu điểm vượt trội. Thân đèn được làm hoàn toàn hợp kim magie siêu nhẹ mà vẫn đảm bảo khả năng cứng cáp, nhẹ hơn khoảng 30% so với hợp kim nhôm. Tổng trọng lượng cả pin lẫn dây đeo chỉ khoảng dưới 150g. Dây đeo chắn bản rộng, thoáng khí cùng hệ thống điều chỉnh nhanh kích cỡ bằng một tay, có thể xoay tự do theo hai chiều. HM65R-T V2.0 được trang bị hai hệ thống LED chiếu sáng riêng biệt, LED chỉnh ánh sáng trắng trong công suất tối đa là 1600 lumen, chiều xa 170m. LED phụ ánh sáng vàng, nhiệt bầu 3000K cho cái tầm nhìn tối ưu trong điều kiện sương mù, sáng 800 lumen và chiều xa 112m. Đèn sử dụng một viên pin sạc 18650 dung lượng cao đi kèm, sạc trực tiếp qua cổng Type C ở mặt sau của thân. Fenix HM65R-T V2.0 có tổng cộng 7 mức sáng cùng một chế độ nháy SOS. LED ánh sáng trắng có 3 mức là 130, 400 và 1600 lumen. LED ánh sáng vàng có 4 mức là 5, 130, 400 và 800 lumen. Ở độ sáng trung bình 400 lumen thì đèn có thể duy trì tới 12 tiếng trước khi cạn pin. Phía trên đỉnh là hai công tắc điều khiển hai hệ thống đèn riêng biệt, rất dễ dàng thao tác ngay cả khi đang chạy mà không cần dừng lại. HM65R-T V2.0 có khả năng điều chỉnh góc chiếu linh hoạt tới 90 độ, đáp ứng được mọi tình huống sử dụng. Ở dây đeo còn được tích hợp một cái còi báo hiệu khẩn cấp, phòng những cái trường hợp như kiểu bị lạc trong rừng hay là trên núi. Đây là một cái đèn pin nội đầu với chất lượng hoàn thiện và tính năng tuyệt vời, dùng được cho đa mục đích. Video đánh giá chi tiết sẽ lên sóng sớm trong thời gian tới.